Tôi là Lộc, chào tất cả quý vị và mọi người và tiếp tục nơi thổ địa thần tài. Rồi, thì để cho người điện tại 11 đầu miền Bắc đây. Đấy. Thì xong về miền Nam. Thì đồ đạc của tôi đã đặt đồ lại xong và tiếp tục tại lễ ngã thú đi thần tài, thì đã cho vơi tiền tài rực rỡ nguy mạng. Thế anh tiền tài đến một tờ lễ ở trên màn hình hoặc chỉ những tin của họ đến một tờ lễ. Rồi quý vị xem chia sẻ vào Facebook Hợp Lộ. Ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chữ đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để mình theo dõi. Rồi, thì tôi sẽ khấn vái cúng dường để mà cúng tại lễ ngài thổ địa thần tài, thì đã cho vợ tiền tài rực rỡ đây 11 ngày đầu miền Bắc này và từ miền Nam này. Thì ai tiền tài để ủng hộ tại lễ chỉ nhắn tin đều có để ủng hộ tại lễ nhận đèn đấy bánh tài sữa. Tôi tiếp tục tại lễ ngài thổ địa thần tài này. Rồi, thì ai có tài lợi thì sự công đức của mình rất lớn vậy. Thì tôi hôm nay tôi trả thấy ai tài lợi ngài thủ đi tầng tài này, thì tôi mua chút bánh tay sữa này để mà tài lợi. Nam mô Đà Phật. Nhân ngài thủ đi liên quan thừa hữu nhân tam thái bảo quang thọ chánh giáo đạo cao đức trọng, mời ngài thủ đi tầng tài hỷ linh ngay 28 tháng 10 của nghị tài, sự linh thiêng điểm đến tiền tài rực rỡ may mắn của nghị mai Nam Trung Bắc này.
Đây là điện thoại đấy, hoặc là Zalo số này. Thì anh đang xem chia sẻ vào Facebook hoặc Zalo. Ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Rồi ai muốn thỉnh thuốc xong để mà xong cho giải đạo của mình buôn bán ế ẩm xui xẻo đó, đây là thuốc xong. Ai muốn thỉnh thì liên hệ về Zalo đây. Và tiếp tục tôi đang khấn vái đem cúng để mà tạ lễ ngài thổ địa thần tài này. Và tiếp tục một ngày mới, ngày mai ngày 28 tháng 10 của ngày Tây. Thì tôi sẽ sắp sắp một thi xăm để sự may mắn tiền tài của ngày 28 tháng 10. Thì trong thi xăm này điểm đến tiền tài may mắn như thế nào của thần tài thổ địa điểm đến. Nam mô Phật nhân ngài thổ địa liên quan thừa hữu nhân tâm thả bằng quang thọ chí giác đạo cao đức trọng, mời ngài thổ địa thân tài hiển linh sự may mắn tiền tài của ngày 28 tháng 10 Nam Trung Bắc. Thì thế xăm này để rồi và đang nằm nằm ấp xuống đây. Thì xăm này đang nằm ấp xuống.
thì thăm thì xăm này đang rớt xuống đã nằm ấp xuống đây, và sự may mắn tiền tài của ngày mai, ngày mai của ngày 28 tháng 10 thì sự linh thiêng tiền tài điểm đến cho tất cả mọi người, sự may mắn đó, ai có lòng thành ủng hộ tài lễ nhân đèn ở tới dưới nhắn tin được gửi kim để mà tài lễ ủng hộ chúc nhân đèn. Thì sự linh thiêng hiển hiện của ngày 28 tháng 10, Nam Trung Bắc, tất cả ba miền, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, thì trong thì sao này. Đấy, đây là thị xâm của ngày 28 tháng 10. Một lát nữa thì trong thị xăm này sự may mắn tiền tài như thế nào ở trong thị xăm này, đấy tôi cũng chưa biết trong con số gì ở trong này. Thì ai đang xem chia sẻ qua Facebook hoặc lộ, ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi.
Thì ở chỗ này có cái thuốc sông, đây là thuốc sông để mà xông cái dạ đạo của mình. Đấy, xui xẻo, buôn bán với em, tất cả một công việc. Thì em muốn thỉnh thì liên hệ với Zero đây. Rồi, thì trong chi xăm này sự may mắn tiền tài của ngày mai ngày 28 tháng 10 đây. Và đây là thể xăm sự may mắn tiền tài của ngày mai. Thể xăm này là 40 đấy, 40 ở trong chi xăm này. 40 04 thì trong chi xăm này, ai muốn tham khảo trong chi xăm, thể xăm. Và trong chi xăm này là 40 04. Đó. Và điểm đến tiền tài của ngày 28 tháng 10 Nam Trung Bắc thì sự linh thiêng đã hiển hiện của toàn thể thổ địa điểm đỉnh đó, ai ở tiền tài để ủng hộ trợ lễ với nhắn tin đều có để mà ghim ủng hộ trợ lễ. Rồi đây là lộc của sự may mắn tiền tài của ngày 28 tháng 10 Nam Trung Bắc. Thì tôi sẽ để ngài thổ địa cầm lại sự may mắn tiền tài ngày mai. Thì ai tiền tài để mình trả lời. Thì tiếp tục trong lục thuốc này của ngày mai ngày 28 tháng 10 thì ai muốn tham khảo trong lọc thể xăm này thì sự và trong lọc thuốc này đó, ai mà đem dần trong này thì một lát nữa sẽ hiển thị rõ nét như thế nào. Và ở trong này Nam Trung Bắc thì trong thị xăm kia thì ngài thổ địa đã cầm lấy sự may mắn tiền tài rồi đấy, thì ai muốn tham khảo trong đó thì để mà ai chưa biết được thì xem lại.
Rồi, thì ai muốn thỉnh dục thơm này đây để xin phép vào để mà xịt quán xe của mình để mà thu hút tiền tài, thu hút tài lộc, thu hút buôn bán đó. Ai muốn thỉnh thì liên hệ về Zalo phía dưới đây. Rồi, thì một lát nữa trong lục lục thuốc này hiện thị như thế nào thì ai muốn xem về trong đây, ai muốn dân trong đây để mình biết được sự may mắn tiền tài của ngày mai, ngày 28 tháng 10. Rồi, thì trong lọ thuốc này đã hiển thị rõ nét
đại ai mu sum dầm đồng bài. Thì trong loạt thuốc này đã hiển thị rõ nét này. Thì ai thấy số gì trong này cứ comment phía dưới màn hình. Đây là số 4 này, đây là số 4. Số 4, số 2 này. Số 4, số 2 thì trong một thuốc này đã hiển thị của nghĩa bài. Số 4, số 2, 42 trong một thuốc này. Đấy, số 4, số 2. Rực rỡ tiền tài. Ai ở miền nào? Miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Tham khảo. 42. 42, 24. Đây, số 4 này, đây là số 4 này. Và đây là số 2 này. 42. Thì trong lục thuốc này đã hiển thị. Của ngày 28 tháng 10, ngày số 4, số 2. 42. Sự may mắn tiền tài. Đây là sự tâm linh, đó. Thì trong lục thuốc này đã hiển thị 24 và 42. Đấy. 42 thì trong lục thuốc này của ngày mai. Rồi thì ai đang xem chưa đăng ký kênh, nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi. Thì ai đứng tên thiên tài ủng hộ trở lại. Hoặc là quay Zalo này, đấy. Và chào tất cả quý vị và mọi người, chúc cho ngày mới thành công rực rỡ.